Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 107 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện, biên soạn Minh Hoàng. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói, đối với phản ứng của Từ Thần, trong lòng Loạn Thần cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Lục sắc thảm quang bốn phía cuốn đến giống như biển gầm phô thiên cái địa. Thậm chí còn chưa đến gần, Loạn Thần đã cảm giác được linh hồn rung động kịch liệt, có cảm giác như bị xé ra, cực kỳ thống khổ. Siêu việt cực hạn Tử Thần ma năng ư? Linh hồn công kích lực thật là lợi hại. Loạn Thần trong lòng cả kinh, dù đối phương không phải cấp độ chủ thần, hắn cũng không cách nào ngạnh tiếp được thế công của Tử Thần ma năng. Tử sắc quang hoa trong tay theo tâm ý mà động, chợt phóng lên cao. Lực lượng hủy diệt của Âm Vương Thất Sát Chùy cư nhiên cuốn chặt lấy thảm quang kia, hơn nữa đang dần dần triệt tiêu lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, cả hai đều hoàn toàn tiêu biến. Nắm trong tay Âm Vương Thất Sát Chùy đang rung nhẹ nhẹ sau khi triệt tiêu cơ. Hơn nữa lúc này thần trí của Tử Thần dường như đã điên loạn, chính là thời cơ để giết hắn tốt nhất. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tử Thần ma năng bá đạo vô cùng, chỉ một chút sơ suất linh hồn sẽ tan nát. Đây là điều khiến cho Loạn Thần bận tâm nhất. Tuy nhiên lúc này lại chỉ có thể chờ đợi cơ hội tốt nhất để một kích chí mạng Tử Thần. Hiện tại tinh lực của Tử Thần toàn bộ tập trung vào tin tức trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, tìm tòi cái mà tất cả chủ thần đều mơ tưởng, chính là pháp tắc Nguyên Thủy Vũ Trụ ẩn giấu bên trong đó. Một thân ảnh xuất hiện bên trái của Loạn Thần. Loạn Thần, chẳng lẽ ngươi vẫn còn không đoán ra sao? Bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng căn bản không tồn tại Nguyên Thủy pháp tắc. Các ngươi tính sai rồi. Tử Dạ Thương Long trầm giọng nói, mỗi từ dường như rung động thật sâu tận đáy lòng của Loạn Thần. Không thể nào, đã như vậy tại sao tân nhậm thần thiên lại có thể nắm trong tay pháp tắc Nguyên Thủy Vũ Trụ? Nhất định nó phải ở bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Tử Thần là một tên ngốc, tự nhiên không cách nào nắm trong tay pháp tắc cao thâm như vậy. Loạn Thần lạnh lùng nói. Tử Dạ Thương Long than vãn, bởi vì hết thảy đều nằm trong sự sắp đặt của thần thiên, từ tân nhậm thần thiên cho tới thần kiếp, tất cả đều đã được tính toán, mà tứ đại chủ thần chúng ta bất quá chỉ là một con cờ cho tân nhậm thần thiên mà thôi. Muốn thoát khỏi bố cục bàn cờ của Trường Cống Giả, ngươi cho rằng có thể sao? Sắc mặt Loạn Thần kẽ biến, nắm chặt Âm Vương Thất Sát Chùy. Theo như ngươi nói, ai mới thật là thần thiên chân chính đây? Tử Dạ Thương Long lúc này cười nhạt, không lâu nữa ngươi sẽ biết thôi. Loạn Thần trầm trọng hừ lạnh một tiếng, vô luận là như thế nào ta cũng phải có được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, chưa xác thực được chuyện đó ta chết cũng không cam. Vừa nói, sát khí nổi lên, một đạo tử sắc quang hoa sắc như kiếm ngưng tụ trong thân của Thất Sát Chùy, phát ra âm ba chói tai. Tử Dạ Thương Long nhíu mày, người muốn giết Tử Thần? Nếu người muốn ngăn cản ta cũng không ngại giết cả ngươi, diệt thần nhất chiến cuối cùng cũng sẽ triển khai, ta phải trở thành người chiến thắng cuối cùng. Loạn Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cầm Âm Vương Thất Sát Chùy hướng ngư không mà đâm tới. Giờ khắc này không gian đang dao động ngàn thước chung quanh bỗng đình trệ. Song đây không đơn giản là đông kết không gian, dưới sát khí của Âm Vương Thất Sát Chùy đánh vào không gian, ba động vặn vẹo kịch liệt hẳn lên, hình thành không gian loạn lưu hoàn toàn phong tỏa hư không xung quanh của Tử Thần. Phá! Tử Dạ Thương Long trong lòng cả kinh, lợi dụng phong nguyên tố pháp tác lực thú lui gần ngàn thước. Ta thần, ngươi làm sao vậy? Cổ Bàn ngạc nhiên hỏi. Tử Dạ Thương Long khẽ lắc đầu, Loạn Thần phát ra không gian loạn lưu hoàn toàn phong tỏa Tử Thần, tốt nhất là chúng ta tránh xa một chút. Cỗ không gian loạn lưu kia mặc dù kém hơn so với loạn lưu của Nguyên Thủy Vũ Trụ, nhưng nếu bị nó tháp hãm không chết cũng phải trọng thương. Cổ Bàn liền nhướng mày, như vậy Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng phải làm thế nào đây? Ta không cảm giác được bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ẩn chứa pháp tắc lực lượng của Nguyên Thủy Vũ Trụ, bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý trời thôi. Không gian loạn lưu vừa phát động, có thể dùng mắt thường thấy rõ ràng, trong hư không kia dấy lên một tầng sóng năng lượng di chuyển bất quy tắc. Loạn Thần hừ lạnh một tiếng, biến ảo thành một đạo tiểu quang nhảy vào trong đó. Tử Thần, giao Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng ra đây. Âm Vương Thất Sát Chùy trong tay Loạn Thần lục soát toàn bộ bộc phát, nhưng dù vậy linh hồn vẫn đang rung chuyển. Công kích linh hồn của Tử Thần ma năng vẫn rất cường hãn.
Song lúc này cuộc chiến giữa hai chủ thần còn chưa triển khai. Cách đó không xa, một đạo lưu quang xích khổng sắc đang hoa phá phía chân trời. Lực lượng đánh vào cương mãnh, trong nháy mắt xé rách hư không, hung hăng va vào trong không gian loạn lưu. Xoẹt xoẹt. Đột nhiên âm vương thất sát chủy chợt rung động hẳn lên. Đáy lòng loạn thần cũng cảm giác được sự bất an mãnh liệt. Ngưng thần nhìn lại, quang ảnh xích khổng sắc kia cư nhiên không kiêng kỵ không gian loạn lưu. Âm vương thất sát chủy hình thành nhanh chóng điên cuồng xông tới nơi này, thoáng chốc đã xuất hiện tại địa phương cách đó không xa. Ánh mắt của cổ bàn sáng ngời. Là tiểu quân, tại sao hắn có thể tiến vào trong không gian loạn lưu mà không bị ảnh hưởng? Tử Dạ Thương Long mục quang ngưng trọng trầm giọng nói. Hỗn độn lực thật là lợi hại, Tần Vũ có thể bằng vào điều khiển thiên nguyên tố pháp tắc chữa trị không gian loạn lưu, mà phương thức này lại là sử dụng hỗn độn lực mạnh mẽ phá giải. Mặc dù phương thức bất đồng nhưng có thể đạt được mục đích như nhau, thật sự quá là bá đạo. Hai người không biết rằng sau khi Hồng Quân sử dụng đạo thiên kính trọng tố thân thể, vô luận là cơ thể hay là linh hồn cũng đã vượt qua mức cực hạn. Bây giờ thậm chí có thể đạt tới trạng thái bất diệt phách thể giải cấm lần thứ 8. Lúc này đã hoàn toàn vượt qua lực lượng của 1000 chiến thần quyết. Muốn cướp nguyên thủy thần thiên bảng ư? Phải hỏi ta trước. Lưu quang xích thồng sắc không ngừng lưu động bên ngoài thân thể của Hồng Quân, tràn ngập một cỗ lực lượng bạo tạc bất khả tư nghị. Thân hình loạn thần chợt đình chỉ, ánh mắt của hắn toát ra vài phần nghi hoặc, giận nói: Ngươi đủ tư cách sao? Ta đã đánh bại chiến thần, ngươi nói có tư cách hay không? Trong ánh mắt của Hồng Quân xạ ra tinh quang chói mắt như ánh mặt trời. Lại một lần nữa đối mặt với cao thủ cấp chủ thần, hắn lại có tự tin trước đó chưa từng có. Chiến thần đã bại ư? Loạn thần trong lòng thất kinh, dùng thần thức thăm dò, nhất thời biết được hết thảy. Hóa ra vận dụng chủ thần lực, ngươi... Hồng Quân cười nhạt nói: Ngươi còn chưa phát giác sao? Cách cục chủ thần đã hoàn toàn thay đổi, từ nay về sau không còn chiến thần mà có chủ thần ta. Phải nhớ, nếu muốn cướp lấy nguyên thủy thần thiên bảng phải hỏi ta trước. Ngươi cho rằng có thể tự đặt cho mình danh hiệu chủ thần, thật là khiến thiên hạ chê cười, cút ngay cho ta. Hồng Quân xuất hiện khiến cho loạn thần cảm giác cực kỳ tức giận. Một đạo tử quang từ âm vương thất sát chủy bính xạ ra, ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng, khiến đến lòng người ta có một cảm giác ghê rợn. Cổ bàn biết rõ sự đáng sợ của âm vương thất sát chủy, lớn tiếng nói: Tiểu Quân, phải coi chừng. Tuy nhiên, đáp lại lời cảnh báo của hắn là một nụ cười thản nhiên. Ánh mắt của Hồng Quân quan sát ở nơi nào đó bên trong đám tử quang, nhưng không tránh né và cũng không phòng thủ, thậm chí chẳng có bất cứ động tác nào. Sau một khắc, bang, quang hoa chán bạo, tử sắc lưu quang chán bạo tản ra không gian xung quanh loạn thần, từ từ biến mất. Ngươi làm sao có thể? Loạn thần kinh ngạc trước sự việc xảy ra. Trong lúc này cách đó không xa, Hồng Quân vẫn ngạo nghễ đứng trước vòng không gian loạn lưu, đang tiếp nhận công kích của âm vương thất sát chủy, nhưng vẫn bình yên vô sự. Chỉ có một điều không giống, chính là toàn thân hắn lưu động một tia nhu quang bạch kim, cùng tương tự với lưu quang bề mặt nguyên thủy thần thiên bảng, nhưng lại tản ra khí tức bất đồng. Có thể phán định nhu quang trên người của Hồng Quân tản ra một loại khí tức của linh bảo. Ánh mắt Hồng Quân giống như hai đạo kiếm phong sắc bén, lạnh lùng như loạn thần, trầm giọng nói: Vô dụng, bất cứ cái gì là vũ trụ bổ nguyên lực đối với ta cũng không có tác dụng gì. Đột nhiên trên đỉnh đầu Hồng Quân hiện ra một cái kính cổ phát dị thường, bề mặt quang hoa lưu động, nhu quang bạch kim rắp xuống người của Hồng Quân, bao phủ toàn thân của hắn. Tuy nhiên không gian loạn lưu xung quanh cũng không có dừng lại. Đạo thiên kính ư? Loạn thần đã nhận ra, tuy nhiên nếu là trước kia thì Hồng Quân tuyệt đối sẽ không thể chống đỡ được âm vương thất sát chủy, nhưng bây giờ hết thảy đã không còn như trước nữa. Hắn khó có thể tưởng tượng gần 1000 năm thời gian Hồng Quân cư nhiên lại có thể tăng lên cảnh giới như vậy. Đối với điều khiển đạo thiên kính cũng dường như lĩnh ngộ rất sâu. Hồng Quân cười lạnh nói: Mới vừa rồi ta sử dụng đạo thiên kính cướp lấy công kích lực của âm vương thất sát chủy, cho nên đối với ta không thể sinh ra bất cứ thương tổn nào. Bây giờ toàn bộ ta trả lại cho ngươi. Đạo thiên kính khẽ chuyển động, một cỗ tử quang cực kỳ mãnh liệt bắn nhanh ra. Sau đó khi tới trước mặt loạn thần thì ầm ầm hội tán. Ánh mắt loạn thần dừng ở trước mặt Hồng Quân, xâm nhiên nói:
Ta không tin đạo thiên kính có thể hoàn toàn cướp lấy công kích của âm vương thất sát trùy. Ta không tin. Hồng Quân thần sắc khẽ biến, hỗn độn vật chất trong cơ thể cũng nhanh chóng tiến hành biến đổi, lạnh lùng nói: ngươi có thể nhìn thử xem. Trong thời không loạn lưu, từng đạo tử quang cơ hồ bộc phát. Cùng thời khắc đó, phương viên ngàn dặm xung quanh bao phủ bởi một tầng khí tức hủy diệt. Từ xa nhìn lại, hư không đều biến thành màu đen mơ hồ, không thể nhìn rõ. Cổ Bàn và Tử Dạ Thương Long đứng cách đó không xa, thần sắc cũng trở nên gấp gáp, trong tâm thần lo lắng. Dù sao, người Hồng Quân đang phải đối mặt chính là chủ thần. Từng đạo tử quang trong tay tử thần từ từ dung hợp, biến ảo thành một đoàn quang hoa sâu rộng. Tại bên trong không gian loạn lưu, giống như dã thú đang nổi giận, khuấy động mỗi một tấc không gian. Xem ra loạn thần đã mất đi tất cả sự nhẫn nại, nhất định phải đoạt cho được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, trực tiếp phóng thích lục sát của âm vương thất sát trùy, ám trùng sát. Đó cũng là cực hạn lực lượng của loạn thần. Hồng Quân đang ở chỗ sâu trong phạm vi của ám trùng sát, cảm giác được tử quang kia đang với tốc độ rất nhanh phá hoại phòng ngự bên ngoài thân thể của hắn. Bây giờ hắn đã có thể tăng bất diệt phách thể lên trạng thái cực hạn, trạng thái giải cấm thứ 7, thế nhưng lực phòng ngự vẫn rất mạnh tản ra. Không khỏi đối với cỗ sát khí kia sinh ra một tia khiếp sợ. Theo đạo thiên kính lưu chuyển, một tia bạch kim nhu hòa đổ xuống với một cường độ nhất định, hóa giải lực lượng hủy diệt của ám trùng sát. Cũng nhờ có nó mới khiến cho Hồng Quân trong nháy mắt không bị phá tan lớp phòng ngự. Mà tử thần cách đó không xa, tử thần ma năng vẫn đang hình thành thảm quang lục sắc, thủy chung yên lặng bất động, không có bất kỳ thế công nào. Bất quá ám trùng sát cũng có thể trong thời gian ngắn phá giải năng lực phòng ngự của tử thần ma năng. Phụ thân đã có nói, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay chủ thần nào khác, ta nhất định phải ngăn cản hắn. Lúc này Hồng Quân đã hạ quyết tâm, hỗn độn vật chất trong cơ thể không ngừng tiến hành thay đổi chất. Tuy nhiên điều kỳ lạ chính là mặt ngoài thân thể hắn lưu động một tầng kim khí sáng bóng nhưng không chói mắt, giống như ánh sáng một viên kim cương, thấu phát ra cảm giác vô cùng cứng rắn. Bất diệt phách thể giai đoạn thứ 11, trạng thái giải cấm thứ 8. Năng lượng của Hồng Quân vẫn không ngừng tăng lên, sự vận chuyển của đạo thiên kính cũng theo đó mà vận chuyển nhanh hơn. Tia sáng bạch kim ngày càng lớn, đang tăng lực lượng của bất diệt phách thể lên tới hạn độ lớn nhất. Nếu như có thể coi Hồng Quân là một chủ thần, thì ở trong phương viên ngàn thước, trong không gian loạn lưu, tam đại chủ thần đang giằng co, mục tiêu chính là Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Khí tức hủy diệt của chàng đại chiến này đã từ từ tăng lên. Bên trong Bát Thần Vũ Trụ vào lúc này đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Tinh vân lưu chuyển, nhật nguyệt biến ảo, lớn thì cả vũ trụ vận chuyển, nhỏ thì lưu tinh vẫn lạc, tất cả đều hài hòa tự nhiên. Nếu như nói trước kia Tần Vũ tu cải lại Bát Thần Vũ Trụ khiến nó trở nên gần như hoàn mỹ, thì bây giờ có thể nói rằng nó đã hoàn mỹ. Trong thái không, hỗn độn vật chất giống như mây đen cuồn cuộn sền sệt, chậm chạp mà di chuyển. Số lượng hỗn độn vật chất tồn tại trong Bát Thần Vũ Trụ so với toàn bộ vũ trụ tỷ lệ đã đạt tới một trạng thái hoàn hảo. Trình độ ổn định của Bát Thần Vũ Trụ cũng tuyệt đối ổn định. Mặc dù mặt ngoài cũng không có biến hóa rõ ràng lắm, nhưng tất cả chỉ trong thời gian một nén nhang đã xảy ra thay đổi ngất trời phúc địa. Một loại tân vũ trụ bổn nguyên lực từ từ dưỡng dục sinh trưởng. Ở chỗ xa vô cùng, một tinh quang phóng lên cao, cỗ nguyên thủy lực lượng bạo phát ra, thủy quang không ngừng lưu động, cuối cùng tụ lại thành vóc dáng của một người. Đó chính là Tần Vũ. Tần Vũ khẽ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, phát ra hơi thở thỏa mãn. Thủy nguyên tố lực lượng xung quanh không ngừng lấy tốc độ kinh người dao động xung quanh hắn, sau đó từ từ dung hợp vào trong cơ thể. Thủy nguyên tố pháp tắc chi thần đã bị chảm sát, hôm nay Tần Vũ đã trở thành thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, dung hợp 7 nguyên tố pháp tắc tiến đến một cảnh giới chí cao. Lúc này lôi nguyên tố pháp tắc chi thần với lực công kích mạnh mẽ đã đi tới, trầm giọng nói: hiện tại ở trong vũ trụ này đã không còn tồn tại thất đại nguyên tố pháp tắc chi thần, mà sau khi ngươi chảm sát ta, lúc đó cũng có nghĩa ngươi thực sự trở thành trưởng khống giả thực sự của vũ trụ này, chúa tể của tất cả. Đến lúc đó có lẽ sẽ đạt tới mục tiêu kia trong lòng ngươi. Thần sắc Tần Vũ ngưng trọng trầm tư nói: mục tiêu kia trong lòng ta, vì muốn truy cầu cảnh giới cao cao kia, ta mới tới thế giới đỉnh phong nguyên thủy vũ trụ này, chỉ một chút nữa thôi ta sẽ chân chính trở thành trưởng khống giả. Đại thần thiên cũng có nghĩa nắm trong tay cả nguyên thủy vũ trụ, trở thành trưởng khống giả tất cả vũ trụ thế giới.
vô luận là chủ thần hay là chủ thần giới, ức vạn tinh trần thế giới, tất cả đều nắm trong tay. Trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng, Tần Vũ nắm được tin tức từ 17 thần thiên. Ức vạn diễn kể trước, từng có một vị thần thiên cũng đi trên con đường giống như Tần Vũ. Sau khi chạm sát thất đại nguyên tố chi thần, bát thần hợp nhất trở thành thần thiên trưởng khống giả. Tuy nhiên, sau ngàn vạn diễn kỷ, sự xuất hiện của Tần Vũ đã khiến cho Nguyên Thủy Thần Thiên bảng lại hiện lên một danh tự, một trưởng khống giả mới. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Vũ đặt trên người Lưu Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần, lạnh nhạt cười nói: "Từ lúc có được Nguyên Thủy Thần Thiên bảng một khắc, ta cũng đã hiểu được rõ ràng, bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên bảng đúng là không tồn tại bất cứ một cái gì gọi là bổn nguyên lực của nguyên thủy vũ trụ cả. Tứ đại chủ thần muốn đoạt lấy để trở thành thần thiên, tất cả đều là uổng công mà thôi. Thần thiên kế nhiệm cùng với sự tồn tại của thần kiếp đều có tương quan. Chỉ khi nào một thần thiên xuất hiện mới có thể xảy ra thần kiếp, hết thảy đều là tuần hoàn. Nhưng có một việc ta chưa rõ." "Là chuyện gì?" Lời Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần hỏi. Tần Vũ khẽ cau mày. "Theo lời tiên đoán của thượng nhậm thần thiên trưởng khống vũ trụ, vĩnh hưu vô chỉ cũng có nghĩa là nếu một thần thiên không xuất hiện cũng không có thần kiếp. Đây là tại sao?" Lời Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần nói. "Có lẽ sau khi chính thức trở thành thần thiên trong một khắc, người sẽ rõ ràng hết thảy thôi." Tần Vũ gật gật đầu, thiên phạt kiếm trong tay đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang thôi sán, cố lực lượng phân giải không thể tưởng tượng nổi, giống như thủy triều từ bốn phía nhanh chóng hướng tới. "Người sẵn sàng chưa?" Thanh âm Tần Vũ chợt lạnh như băng. Lời Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần cười nói: "Ngươi không cần bận tâm, chúng ta chính vì giờ khắc này mới có thể tồn tại, là bổn nguyên lực bát thần vũ trụ diễn hóa ra chúng ta. Chỉ có nhất chạm sát, ngươi mới có thể dung hợp được thất đại nguyên tố pháp tắc, trở thành cực hạn trạng thái, là bước lót đường tới ngôi vị thần thiên của ngươi. Đến đây đi." Tần Vũ có chút nặng nề gật đầu, trong ánh mắt thâm thúy đột nhiên ánh lên lưỡng đạo lệ mang. Tinh quang tráng bạo giống như ánh thủy ngân, lấy Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần làm trung tâm bộc phát ra. Sau một khắc, ngàn vạn điện quang băng toái bắn nhanh vào hư không, phát ra tiếng sét giật kịch liệt. Từng đạo yên quang thiết bạch giống như cuồng long giống giận bên trong bát thần vũ trụ. Tần Vũ yên lặng đứng trong đoàn khói quang, khẽ nhắm đôi mắt, đem toàn bộ tinh thần lực tập trung trong thân thể, cảm thụ lực lượng công kích cực hạn của Lôi Nguyên Tố Pháp Tắc mang đến. Dần dần, điện mang li ti không ngừng nhập vào thân thể của Tần Vũ. Khói quang bốn phía cũng chậm chậm ngưng tụ rồi từ từ tiêu tán. Thân ảnh Tần Vũ từ chỗ mờ ảo rồi cũng từ từ trở nên rõ ràng hơn. Lúc này, bát thần đã hợp nhất, Tần Vũ chính thức trở thành bát thần chi chủ, tuyệt đối là trưởng khống giả của bát thần vũ trụ. Cùng lúc đó, diễn biến của bát thần vũ trụ càng rõ ràng. Vô luận là quy tích lưu chuyển hay là tỷ lệ hỗn độn vật chất đều đạt tới độ hoàn mỹ, không còn một chút tì vết nào. Có thể chính xác mà nói, chính là khi chạm sát Lưu Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần, có lẽ chủ thần lực kia có thể hình thành thời gian loạn lưu mà vận dụng được các loại pháp tắc. Tuy nhiên, sau khi chạm sát Lưu Nguyên Tố Pháp Tắc chi thần, ngoại trừ Tần Vũ ra, cho dù là chủ thần lực cũng khó có thể làm dung chuyển được không gian vũ trụ này. Bên trong thái không, Tần Vũ chậm chậm mở hai mắt ra. Hắn cười, nhưng nụ cười có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai là như thế, đây là diễn biến cuối cùng của bát thần vũ trụ, đúng là nguyên thủy vũ trụ cuối cùng. Vô luận là pháp tắc hay là trình độ ổn định, bát thần vũ trụ so với nguyên thủy vũ trụ đã ngang bằng nhau, chỉ có tỷ lệ hỗn độn vật chất tồn tại sự khác biệt rất lớn. Dù sao bát thần vũ trụ cũng chỉ là một nhánh không gian được khai tích trong nguyên thủy vũ trụ. Cũng là bởi như vậy, cảnh giới Tần Vũ hôm nay đã thông qua bát thần vũ trụ hoàn toàn lĩnh ngộ được pháp tắc của nguyên thủy vũ trụ, trở thành thần thiên trưởng khống giả chính thức. Diễn hóa của bát thần vũ trụ thành tựu thần thiên cảnh giới thần thiên của Tần Vũ, đây cũng là con đường mà thần thiên thứ 17 đã từng trải qua. Bát thần dung hợp hình thành vũ trụ bổn nguyên lực, Tần Vũ cẩn thận cảm thụ mỗi một chút huyền diệu của nó, cảm khái nói: "Nguyên thủy vũ trụ không hổ là thế giới tồn tại cao nhất, lại có một nơi huyền diệu như vậy." Giờ khắc này, Tần Vũ đã trở thành thần thiên thứ 38. Bất quá, nếu là thần thiên thì phải có nguyên thủy thần thiên bảng. Ánh mắt thâm thúy của Tần Vũ dường như xuyên thấu tất cả, lạnh nhạt nói: "Cũng đã tới lúc lấy nguyên thủy thần thiên bảng ngăn cản mọi chuyện." Tâm niệm vừa động, thân ảnh Tần Vũ chợt mơ hồ rồi hoàn toàn biến mất.
Loạn thần bạo hống một tiếng, vọt tới trước. Không gian loạn lưu bốc lên mãnh liệt ở trong bát thần vũ trụ, cư nhiên lại hình thành một khu vực độc lập. Khí tức hủy diệt của âm vương thất sát chùy bao trùm mỗi một tấc không gian. Tuy nhiên, mục tiêu công kích đầu tiên của loạn thần cũng không phải là hồng quân. Thân thể biến thành một quang ảnh tử quang hướng tới dải sáng màu xanh biếc kia. Không thể để cho loạn thần có được nguyên thủy thần thiên bảng, cũng không thể để cho tử thần đoạt được. Hồng quân nét mặt ngưng trọng, trong lòng đã hạ quyết tâm. Mục tiêu lúc này cũng là tử thần. Nếu như bây giờ ngăn cản loạn thần, chắc chắn sẽ giúp tử thần tranh thủ thời gian dung hợp thần thiên bảng. Hồng quân tất nhiên không ngu xuẩn đến nỗi như vậy, chỉ là hắn cũng không hiểu rõ. Mặc dù tử thần hoàn toàn dung hợp nguyên thủy thần thiên bảng, nắm trong tay hết thảy tin tức của nguyên thủy vũ trụ, hắn cũng không thể có được vũ trụ bổn nguyên lực, vĩnh viễn không thể trở thành trường khống giả. Phá cho ta! Loạn thần từ trên trời giáng xuống, âm vương thất sát chùy hoa phá hư không, giống như một mũi tên tử quang sắc bén vô cùng, hung hăng đâm vào tử thần ma năng đang biến ảo thành một chiếc kén màu xanh biếc. Chiếc kén đột nhiên rung lên, quang vụ màu xanh biếc sền sệt đột nhiên bồng lên một tiếng tráng bạo, rồi tầng tầng khí lãng ẩn chứa trong đó linh hồn lực lượng không thể tưởng tượng nổi bộc phát trong nháy mắt. Loạn thần vào giờ khắc này cũng cảm giác rõ rệt linh hồn đang kịch liệt rung chuyển, cỗ lực lượng áp bách trực tiếp xuyên thấu tận sâu trong linh hồn hắn. Lúc này quang hoa của âm vương thất sát chùy bắt đầu khởi động, toàn thân loạn thần quang văn cũng trở nên sáng ngời hẳn lên. Tử quang đen nhánh chợt co rút lại, sau đó bao bọc cả thân thể loạn thần, hạn độ lớn nhất ngăn cản trùng kích đánh vào của tử thần ma năng. Vù vù, một cỗ cự lực bộc phát không thể tưởng tượng nổi. Hồng quân cương mãnh hô ra một quyền, một quyền này ẩn chứa lực lượng cực hạn của trạng thái giải cấm thứ 8, cơ hồ có thể so sánh với 1000 bội chiến thần quyết. Trong nháy mắt bộc phát, khiến cho lực lượng hủy diệt của ám trùng sát cùng với linh hồn công kích của tử thần ma năng giảm xuống rõ rệt. Cả hư không hỗn loạn, Cổ Ban cùng Tử Dạ Thương Long đứng xa xa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng tái nhợt, toát ra vẻ vô cùng khiếp sợ. Tuy nhiên, ngay khi thế công của tam đại chủ thần sắp bùng phát, cả vũ trụ dường như trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa. Một cỗ lực lượng áp chế phô thiên cái địa không thể tưởng tượng nổi cuốn đến, trong nháy mắt bao trùm mỗi một tấc không gian của bát thần vũ trụ. Kia là lực lượng áp chế cường đại này, Cổ Bàn biết rất rõ, đây chẳng phải là cảm giác áp chế của pháp tắc nguyên thủy vũ trụ hay sao? Không hề kém một chút nào, chỉ là với cảnh giới của Cổ Bàn hôm nay khác rất nhiều so với lần đầu tiên tới nguyên thủy vũ trụ. Cảm giác bị áp chế hiển nhiên giảm đi rất nhiều. Tử Dạ Thương Long nhướng mày cả kinh nói, là hắn, quả nhiên là hắn. Tự hồ trong lòng tà thần đã biết rõ hết thảy, nhìn thoáng qua bắt thần vũ trụ hoàn mỹ, thần sắc lộ ra một vẻ tinh tường mang nhiên. Cổ Bàn cảm thụ cỗ lực lượng áp chế kia hiển nhiên không cách nào vận dụng được bổn nguyên lực, thậm chí thuấn di khoảng cách ngắn cũng không thể, nghi hoặc nói, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra? Tử Dạ Thương Long thần sắc hỏa hoãn, thở dài một hơi, lạnh nhạt nói, hắn rốt cục đã đạt tới cảnh giới thần thiên, trở thành trường khống giả thần thiên thứ 38. Phiến vũ trụ này cũng theo hắn mà thay đổi, trở thành một không gian hoàn mỹ như nguyên thủy vũ trụ. Thần thiên cảnh giới ư? Chẳng lẽ là... Cổ Bàn không nói ra thành lời, nhưng trong lòng đã hiểu rõ tất cả. Giờ khắc này, không gian ba động náo loạn chợt yên lặng trở lại, dường như Minh trong lúc này bị một cỗ lực lượng tu bổ một cách kỳ tích. Không gian loạn lưu cũng theo đó mà biến mất. Một bóng người giống như ma ảnh xuất hiện giữa tam đại chủ thần, tử thần ma năng, âm vương thất sát chùy, trạng thái bất diệt phách thể, giải cấm thứ 8, đồng thời nổ vang cùng với sự xuất hiện của một đạo nhân ảnh. Công kích cực mạnh của tam đại chủ thần, thử hỏi cả nguyên thủy vũ trụ này có ai có thể ngăn cản đây? Tuy nhiên, chuyện không thể tưởng tượng nổi lại xảy ra, vô luận là linh hồn công kích của tử thần ma năng, lực lượng hủy diệt của âm vương thất sát chùy, hay là lực lượng bạo phá của trạng thái giải cấm thứ 8 vào lúc này đột nhiên tan rã cực nhanh, băng tán cuối cùng là từ từ biến mất. Ngay sau đó, hai loại nguyên tố lực lượng không giống nhau bộc phát, đồng thời dung hòa với nhau một cách hoàn hảo. Hỏa nguyên tố pháp tắc dưới sự phụ trợ của phong nguyên tố pháp tắc hình thành một đạo hỏa diễm hình cuồng long. Hồng quân đầu tiên bạo lui, tốc độ của trạng thái giải cấm thứ 8 đã hoàn toàn vượt qua tốc độ của thuấn di. Loạn thần cùng tử thần né sang hai bên,
bên trong hỏa long kia ẩn chứa lực lượng nguyên tố thực sự quá khủng bố. Thậm chí ngay cả Tử Dạ Thương Long trông thấy cũng giật mình. Mặc dù điều khiển cấm thuật dung hợp hai loại nguyên tố pháp tắc đối với hắn mà nói không phải việc khó, nhưng dung hợp hoàn mỹ lại còn ẩn chứa lực lượng khủng khiếp như vậy, khó có thể làm được. Bang! Hỏa long đột nhiên bộc phát, từng đạo hỏa quang xuyên thấu hư không tới phương viên hơn 10 dặm xung quanh. Toàn bộ tinh vực bị nó bao phủ đều trở nên sáng ngời. Theo hỏa quang tiêu tán, đạo nhân ảnh kia cũng từ từ rõ ràng. Phụ thân! Hồng Quân hô to một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn, nhanh chóng vọt tới ôm ghì lấy Tần Vũ. Tần Vũ xem cảnh giới Hồng Quân lại một lần nữa để thăng, trong ánh mắt cũng toát ra vẻ vui mừng, mỉm cười nói: "Yên tâm, tất cả đã kết thúc." Hồng Quân cau mày, có chút áy náy nói: "Bất quá, Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng vẫn còn trong tay Tử Thần, nhi tử chưa thể đoạt lại được." Tần Vũ khẽ lắc đầu, đạm nhiên nói: "Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, mặc dù Tử Thần có thể có được Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, hắn cũng không cách nào lấy được bổn nguyên lực lượng của Nguyên Thủy Vũ Trụ." Hồng Quân biến sắc: "Tại sao? Chẳng lẽ..." "Không sai, trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng vốn không có phương pháp điều khiển vũ trụ bổn nguyên lực lượng. Thần Thiên Kế Nhiệm cùng với Thần Kiếp đều có liên quan. Có lẽ tất cả mọi chuyện khi ta vẫn còn đang ở Hồng Mông Vũ Trụ đã nằm trong tay Thần Thiên. Mà bởi vì ta tồn tại cho nên Thần Thiên mới có thể gặp Thần Kiếp rồi dẫn đến Nguyên Thủy Trục Tâm băng hủy." "Như vậy, phụ thân, sao người lại có thể nắm trong tay vũ trụ bổn nguyên lực đây?" Hồng Quân hỏi. Tần Vũ khẽ mỉm cười: "Từ trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, ta biết tất cả tin tức của 17 vị thần thiên trưởng khống giả lúc trước. Sau khi chạm sát nguyên tố pháp tắc chi thần, bát thần hợp nhất, đây mới là điều khiến ta có thể lĩnh ngộ pháp tắc của Nguyên Thủy Vũ Trụ, nắm trong tay bổn nguyên lực lượng thần bí kia, từ đó trở thành tân nhậm thần thiên." Hồng Quân hưng phấn cười nói: "Thật tốt quá, như vậy Nguyên Thủy Vũ Trụ cũng không còn ai có thể địch nổi phụ thân nữa rồi." "Người nói nhảm!" Loạn Thần đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Vũ, trên khuôn mặt dữ tợn hằn lên những đường gân xanh lét. Một tia hỗn độn khí li ti không ngừng bắn ra từ chỗ chân lông, hướng tới Tần Vũ giận dữ lớn tiếng hét: "Tuyệt đối không thể nào, bổn nguyên lực lượng Nguyên Thủy Vũ Trụ nhất định bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, ngươi đừng hòng gạt ta." Tần Vũ có chút khinh miệt cười một tiếng, mang theo vài phần trào phúng nói: "Ngươi không tin sao không tự mình xem đi." Vừa nói, bàn tay khẽ mở ra, trong lúc năm ngón tay chuyển động, dường như có một cỗ chú lực vô hình phóng xuất ra. Giờ phút này, Tử Thần cách đó không xa vẫn đang cố gắng tìm tòi tin tức bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng, đột nhiên hai tay run lên, cuốn trục bạch kim kia đột nhiên vụt khỏi tay bay về phía Loạn Thần. Tử Thần thấy thế nhất thời nộ không thể áp, thảm quang xanh biếc phóng lên cao cuốn tới phía Tần Vũ. Tuy nhiên lúc này Tần Vũ cũng không né tránh, bên ngoài thân thể dâng lên một đoàn thanh sắc khí lãng cổ pháp, sơn nguyên tố pháp tắc được điều khiển hình thành một khôi giáp màu xanh hoàn toàn bảo vệ lấy Tần Vũ. Tử Thần ma năng khi chạm đến trong một sát na, thảm quang màu xanh biếc nhất thời rung chuyển, dường như bị một loại lực lượng nào đó chia cắt, lập tức bang lên một tiếng, sau đó biến mất vô ảnh vô tung. Tử Thần tái mặt sợ hãi, dù sao trước đây đã từng đánh một trận, linh hồn của Tần Vũ cơ hồ đã bị Tử Thần ma năng của hắn khiến cho nát bấy, bây giờ tuyệt đối không thể nào một điểm cũng không ảnh hưởng được. Tần Vũ quan sát một chút khôi giáp được tạo bởi thanh sắc khí lãng kia, trầm giọng nói: "Bát thần hợp nhất, hôm nay ta đã nắm trong tay trạng thái cực hạn bát đại nguyên tố pháp tắc, vô luận là thân thể hay là linh hồn cũng đã đạt tới cảnh giới cường mạnh. Tử Thần ma năng của ngươi đã không nào dung chuyển, không thể nào dung chuyển linh hồn của ta được nữa rồi." Ngươi đã có một nguyên lực của Nguyên Thủy Vũ Trụ sao? Làm sao có thể? Nó rốt cục là ở đâu?" Tử Thần dường như phát điên giống lên. Tần Vũ nhìn kỹ hắn, ánh mắt từ từ thu liễm: "Người nào sẽ trở thành thần thiên trưởng khống giả đều đã được quyết định, ai cũng không thể sửa đổi." Có lẽ khi Tần Vũ mới xuất sinh chỉ trong một khắc, thượng thần thiên đã cảm giác được thần kiếp đã sắp tới. Có thể nói Tần Vũ dường như là một kỳ tích, thế nhưng thật sự hết thảy đều nằm trong tay thần thiên. Lúc này Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng dưới sự khống chế của Tần Vũ đang nằm trong tay Loạn Thần. Loạn Thần vội vàng phóng xuất một luồng chân linh cảm nhận tất cả thông tin bên trong Nguyên Thủy Thần Thiên Bảng. Song rốt cục hắn cũng không phải thần thiên, cho nên không thể nào nắm trong tay mệnh ký của từng người.
Không thể nào, nó không có ở đây, làm sao có thể như vậy? Giờ phút này, thần sắc của loạn thần điên dại, chẳng khác nào tử thần, điên cuồng tê hống. Cho dù là ai cũng không thể tin chuyện này là thật. Đột nhiên loạn thần trông thấy văn tự bên trên thần thiên bảng, trên cùng là danh tự của thần thiên đầu tiên, còn phía dưới cùng chính là hai chữ Tần Vũ. Hai chữ này có vẻ cực kỳ bắt mắt, tựa như hai mũi dao bén nhọn hung hăng ghim vào tim hắn. Tại sao? Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là một tên chưởng khống giả ở tinh trần thế giới? Tại sao? Tại sao không phải là ta? Rất hiển nhiên, Tần Vũ đã trở thành thần thiên chưởng khống giả thứ 37. Thần thiên bảng cũng đã thừa nhận, mà trong các chủ thần thì Hồng Quân và Cổ Bàn cũng có tên. Ánh mắt của Tần Vũ chợt thu lại, lãnh đạm nhìn chăm chú vào loạn thần. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Phải từ chủ thần vượt cấp đến thần thiên cũng không phải là không có khả năng, mà cái chìa khóa đó lại không phải thần thiên bảng nguyên thủy. Loạn thần vẫn như trước đang dùng thần thức truy tìm thần thiên bảng nguyên thủy, thế nhưng tin tức phản hồi về lại làm cho hắn vô cùng thất vọng. Không, ta không tin. Đột nhiên quang hoa của Âm Vương Thất Sát Chùy đại thịnh, một đạo cực quang phát ra hướng về phía Tần Vũ mạnh mẽ xông tới. Tần Vũ nhíu mày, mắt nhìn vào loạn thần mà nổi giận, lạnh nhạt nói: Người vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành thần thiên. Giờ phút này bóng dáng của Tần Vũ bỗng trở nên mơ hồ lại, đạo cực quang màu tím đen nháy mắt xuyên qua bóng dáng mơ hồ của Tần Vũ, dần dần biến mất ở chỗ sâu trong vũ trụ. Đó là thuấn di, sương mù dày đặc màu tím đen nổ tán ra, hướng về bốn phía nhanh chóng lan ra, nháy mắt bao trùm phạm vi chung quanh vài chục dặm. Ở dưới sự áp chế pháp tắc của vũ trụ nguyên thủy này, cho dù là loạn thần thần thức mở rộng bao trùm cũng bị ngăn cách thật lớn. Ở dưới loại hạn chế này, tinh thần lực gần như không cách nào tùy ý thi triển, cho nên loạn thần chỉ có thể nhờ vào lực lượng của Âm Vương Thất Sát Chùy để nhận biết chỗ của Tần Vũ. Thế nhưng giờ phút này, một cỗ quang hoa màu thảm lục giống như núi lở biển động từ chân người của tử thần hoàn toàn bạo phát, lấy khí thế không thể ngăn cản mà điên cuồng quét sạch bốn phía. Gần như tới lúc này, lực lượng của tử thần mới thực sự tăng lên tới giới hạn đỉnh điểm. Chủ thần lực cứ Hồng Quân trong lòng cả kinh, cùng chiến thần chiến đấu, hắn đã lĩnh giáo qua sự khủng bố của chủ thần lực. Có thể ở trong thời gian ngắn như thế mà đem thực lực tăng lên tới mức khủng bố như thế, mà cũng chỉ có chủ thần lực. Nhưng muốn phóng thích chủ thần lực, đó là phải trả giá bằng vị trí chủ thần. Có thể nói chính xác, tử thần từ đây đã bị xóa tên hoàn toàn ở trên thần thiên bảng nguyên thủy. Bạo phát giới hạn lớn nhất của tử thần ma năng, từng sợi tóc của tử thần dựng đứng lên, toàn bộ thân thể đều biến ảo thành một đoàn hỗn độn nhu động dày đặc, ẩn ẩn tản ra quang mang màu xanh nhạt, đó là ánh sáng của linh hồn. Loạn thần tự nhiên cảm giác được tử thần đang mạnh mẽ phóng thích chủ thần lực, thề phải dùng vị trí của chủ thần để giết chết Tần Vũ. Trong ánh mắt đó dường như bắn ra hỏa quang nóng rực, quang hoa của Âm Vương Thất Sát Chùy tràn ra, lưu quang màu tím đen giống như vạn ngàn con sông lưu thông, hợp thành một vùng mênh mông. Quang hải đang rất nhanh lưu động vào bên trong, dần dần sụp đổ xuống thành một cái vòng xoáy vô cùng to lớn, sâu xa mà u ám, ẩn ẩn hiện ra thanh quang, nhìn thấy mà kinh tâm. Chủ thần lực bạo phá! À! Một tiếng giống giận tê tâm liệt phế từ nơi sâu trong yết hầu của loạn thần bạo phát. Âm Vương Thất Sát Chùy lưu động ở trên hư không, bạo phát ra lưu quang quỷ dị màu đen tím, đem cả người hắn đều chôn vùi vào trong đó. Từng tia điện mang bạo phát gần như xé rách cả hư không. Bát thần vũ trụ đã cùng vũ trụ không gian tối cao của vũ trụ nguyên thủy ngang nhau, trình độ ổn định của nó là không có bất cứ một cái nào có thể so sánh, trừ phi có thể nắm trong tay lực bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy, nếu không tuyệt đối khó lay động một chút nào. Thế nhưng lúc này hai đại chủ thần đồng thời bạo phát chủ thần lực, phạm vi tinh vực mấy trăm dặm đột nhiên sao động lên, hiển nhiên không cách nào chịu đựng được cỗ lực lượng có tính bộc phát này. Từng đạo gợn sóng vô cùng to lớn, giống như vòng tròn khí lưu, sóng xung kích đang khuếch tán nhanh chóng, ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố. Cách đó không xa, Cổ Bàn lập tức cảm giác được cỗ lực lượng này, đột nhiên giơ lập bàn cổ phiên lên, một cỗ lực phá toái hư không vô hình ở bên trong bắt thần vũ trụ, không thể trào dâng bất luận sóng gợn nào, cùng sóng gợn kia va chạm, nháy mắt hóa thành hư vô. Hỏng bét rồi! Cổ Bàn với sắc mặt đại biến, mắt thấy đã muốn bị cỗ lực lượng hủy diệt này lan đến, một đạo sóng kình màu thanh sơn đột nhiên phóng lên cao, đem hắn bao vây lại. Trong nháy mắt,
cỗ khí lưu va chạm đến liền hướng về hai phía nứt toác ra. Thế nhưng cỗ sóng khí này cũng bị rung động mãnh liệt, bỗng nhiên liền tan ra rồi biến mất. Cổ Bàn đảo mắt nhìn lại, Tử Dạ Thương Long lại lộ ra vẻ mặt già nua, mà trên đó hiện lên một chút đạm kim. Lực lượng sơn nguyên tố pháp tắc đang nhanh chóng tan rã rồi biến mất. Xem ra lấy trạng thái của hắn hiện tại, thậm chí ngay cả việc khống chế lực lượng nguyên tố pháp tắc đều không có. Mặc dù có địa nguyên tố pháp tắc diễn hóa sinh mệnh nguyên lực đã không ngừng chữa trị, nhưng giờ phút này tổn thương linh hồn của Tử Dạ Thương Long cũng không phải trong khoảnh khắc nhất thời thì có thể tiêu trừ hết. Ảnh hưởng đến hắn đối với trạng thái khống chế nguyên tố pháp tắc ở trên trình độ cực lớn. Ngươi còn chống đỡ được sao? Ta có thể dùng bàn cổ thế giới để bảo hộ ngươi. Cô Bàn hỏi. Tử Dạ Thương Long hờ hững cười, hơi hơi lắc đầu nói: Yên tâm đi, bất luận tổn thương đến mức nào, chủ thần lực của ta vẫn như cũ có thể bảo tồn tính mạng của ta. Nhưng loạn thần cùng tử thần hiển nhiên cùng một lúc bạo phát chủ thần lực, cho dù Tần Vũ đã đạt cảnh giới thần thiên, ta sợ hắn cũng sẽ ngăn cản không được. Thần sắc của Cổ Bàn vừa động. Cái đó làm sao xử lý đây? Tiểu quân cũng đang ở bên trong đó, ta nhất định phải giúp bọn họ. Nói xong vung bản cổ phiên lên, liền muốn xông đi vào. Tử Dạ Thương Long lập tức tới ngăn cản hắn lại, lắc lắc đầu nói: Hai đại chủ thần lực bạo phát, ngươi cảm thấy ngươi có năng lực nhúng tay vào trận chiến chủ thần này sao? Cổ Bàn chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm lưu quang màu đen tím cùng quang vụ màu thảm lục xen lẫn nhau trong một mảnh không gian hỗn loạn, thở dài thật sâu. Con ngươi của Tử Dạ Thương Long vội vàng co rút lại, trầm giọng nói: Cái này mới thực sự là trận chiến hủy diệt chúng thần. Hai đại chủ thần lực bạo phát, hư không sao động, không gian hỗn loạn, hình thành một mảnh khu vực không gian độc lập. Ánh mắt của Tần Vũ hơi động lại. Tuy rằng hiện tại đã bước vào cảnh giới thần thiên, có thể thông qua nguyên thủy thần thiên bảng hiểu rõ số mệnh phần lớn mọi người, hơn nữa việc khống chế tám đại nguyên tố pháp tắc cũng đạt tới trạng thái đỉnh điểm, nhưng hắn dẫu sao mới bước vào cái lĩnh vực này không có bao lâu, đối với việc lĩnh ngộ cảnh giới thần thiên còn không hiểu sâu. Đối mặt hai đại chủ thần lực cùng lúc bạo phát, trong lòng cũng cảm thấy một tia bất an. Xem ra muốn phá giải hai đại chủ thần lực, chỉ có đem tám đại nguyên tố pháp tắc kết hợp lại một cách hoàn mỹ, hình thành một cái cấm thuật cực mạnh. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, lấy thiên nguyên tố pháp tắc làm trục tâm, đem bảy đại nguyên tố pháp tắc dung hợp thành một cách hoàn mỹ, hình thành cấm thuật có một công hai. Loại năng lực này cho dù là Tử Dạ Thương Long cũng không cách nào thi triển. Thế nhưng Tần Vũ hiện giờ đã là trưởng khống giả thần thiên, sau khi chảm sát bảy đại nguyên tố pháp tắc chi thần còn lại, trạng thái khống chế tám loại nguyên tố pháp tắc sớm tăng lên cảnh giới cực hạn. Tuy rằng có thể đem tám loại nguyên tố pháp tắc dung hợp lại, còn như có thể hay không hình thành cực mạnh, mà còn với cấm thuật hoàn mỹ nhất, trong lòng Tần Vũ cũng rất mù mờ. Dù sao còn không có nhiều lần thực hiện để tiến hành ma hợp, nhưng tới thời điểm này đây là biện pháp duy nhất để giải quyết hết thảy. Tần Vũ hơi hơi mở ra song trưởng, thiên nguyên tố pháp tắc theo thần niệm đang nhanh chóng khuếch tán, toàn bộ hư không đều chấn động kịch liệt dâng lên. Cùng với sự tu sửa không gian quý tích, thế công của âm vương thất sát chùy cùng tử thần ma năng cũng theo đó có hơi chút giảm xuống. Địa nguyên tố pháp tắc, sinh mệnh nguyên lực khổng lồ giống như thủy triều ngập tràn lan ra ở chung quanh Tần Vũ, không ngừng lay động tuôn ra, giống như một dạng giọt nước thật lớn đem ông dung nhập vào trong đó. Lỗi nguyên tố pháp tắc, pháp tắc có lực công kích mạnh nhất, điện mang nhỏ vụn ở dưới ánh sáng trắng tuyết, giống như cuồng long từ trong ngủ say mà tỉnh lại, phát ra âm thanh gào thét đinh tai nhức óc như sấm. Lực lượng hai đại nguyên tố ở dưới thiên nguyên tố pháp tắc chậm chậm dung hợp lại, ở trên đỉnh đầu của Tần Vũ tập hợp thành một quả quang cầu màu thổ hoàng, cùng với lực lượng lôi nguyên tố pháp tắc không ngừng dâng lên cao, lại biến thành màu xanh nhạt. Vật chất hỗn độn trong bát thần vũ trụ theo sự khống chế của Tần Vũ đang không ngừng ngưng tụ để diễn hóa, hình thành các loại nguyên tố pháp tắc để tiến hành không ngừng dung hợp. Màu sắc quả quang cầu kia với chu vi ba thước cũng đang phát sinh biến hóa. Cấm thuật cực mạnh đang dần dần được hình thành. Theo sự bạo phát của chủ thần lực, bất luận là tử thần ma năng của tử thần hay là âm vương thất sát chùy của loạn thần đều đang không dừng lại việc tiến hành nâng lên ở trên thực lực. Chính giữa quang hải màu tím đen kia, tiếng thét khàn khàn gần như chấn động toàn bộ bát thần vũ trụ cũng vang lên. Thế nhưng giờ phút này, thân ảnh của loạn thần xuất hiện ở bên trong dòng xoáy đã sụp đổ kia. Toàn bộ quang hải ở dưới sự khống chế của hắn rất nhanh đã tụ tập lại.
ở bên ngoài thân hắn hình thành một cái quang ảnh vô cùng to lớn. Từ xa nhìn tới, giống như một tôn ma thần dần dần lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Âm vương thất sát, vô địch thiên hạ, ma linh sát. Loạn thần hiển nhiên là muốn đánh đổi chủ thần lực để vận dụng một chiêu cực mạnh của âm vương thất sát chùy, ma linh sát. Cũng chỉ có chủ thần lực mới có thể đủ đem lực lượng của âm vương thất sát chùy tăng lên tới mức như vậy. Tôn ma thần kia nhìn qua như là một cái quang ảnh màu tím đen gần như trong suốt, cao tới mấy trăm trượng, cực kỳ mờ mịt. Chỉ duy nhất hai con ngươi tràn ngập huyết quang lộ ra càng rõ ràng. Hai tay đặc biệt nắm chặt một thanh âm vương thất sát chùy, nhưng ở trên thể tích thì so với vật trong tay của loạn thần phải lớn hơn gấp trăm lần. Loạn thần giờ phút này đã trôi nổi ở nơi ngực của ma thần kia, khuôn mặt hung dữ lộ ra vẻ vô cùng giận dữ. Hồng Quân nhìn lướt qua hai đại chủ thần, cuối cùng rời ánh mắt dừng lại ở trên người Tần Vũ, liền cảm giác được từ chỗ chung quanh Tần Vũ phóng thích ra được pháp tắc lực, thất kinh nói: "Phụ thân nhất định có biện pháp tiêu diệt bọn họ, ta phải ở trong khoảng thời gian này kiềm giữ hai đại chủ thần mới được." Vì giúp Tần Vũ tranh thủ thời gian, Hồng Quân chỉ có một mình đối mặt với hai đại chủ thần phóng thích ra chủ thần lực. Vật chất hỗn độn trong cơ thể đang lấy tốc độ kinh người mà tiến hành biến chất. Thế nhưng biến chất lại sinh ra lực bạo tạc cũng càng ngày càng mạnh. Hồng Quân dần dần cảm giác được mỗi một tấc hỗn độn thân thể ở các nơi trên toàn thân đều đang rung động mãnh liệt, lại cảm giác được cỗ đau nhức cực kỳ quen thuộc. Rất hiển nhiên, biến chất hỗn độn lại một lần nữa vượt ra giới hạn chịu đựng của bất triệt phách thể. Hồng Quân dường như đều không có chú ý đến. Mặt ngoài của phần da thịt kia không ngừng chống phá từng tia vết nứt, hơn nữa đang không ngừng mở rộng, không ngừng lan tràn ra vật chất hỗn độn màu đỏ, ẩn chứa lực bạo tạc khủng bố, giống như nham thạch nóng chảy tuôn tràn ra ngoài. Mà ở trên đỉnh đầu của Hồng Quân, đạo thiên kính với quang hoa cũng sáng rực tới mức cực cao, thân kính cổ xưa kia cũng đang kịch liệt mà rung động. Đây cũng đã là cực hạn rồi sao? Hồng Quân nhăn mặt nhíu mày, cảm giác đau nhức càng ngày càng mãnh liệt. Hỗn độn biến chất đã bùng phát, khiến cho bên ngoài cơ thể của Hồng Quân không ngừng căng phồng ra. Giờ phút này, bất diệt phách thể của Hồng Quân đã tiến gần tới giai đoạn thứ 12, trạng thái giải cấm thứ 9. Thế nhưng đây chính là lấy bùng phát của hỗn độn biến chất sinh ra mà phán đoán. Loại lực lượng cực hạn này đã vượt qua giới hạn khả năng chịu đựng của bất diệt phách thể. Thậm chí, ngay cả đạo thiên kính cũng không dẫn đến chút tác dụng nào. Lúc này, ma linh sát của loạn thần ở dưới sự bùng phát của chủ thần lực cứ thế mà hình thành. Ma linh vô cùng to lớn đang không ngừng áp sát tới Tần Vũ. Bạo giống một tiếng, thân ảnh của Hồng Quân ở trong hư không để lại một chuỗi tàn ảnh màu đỏ thẫm trông thật xinh đẹp. Cả con người biến ảo thành một đạo lưu quang nhằm thẳng mục tiêu là ma linh sát của loạn thần. Bên ngoài cơ thể to lớn kia chớp động màu đỏ sáng bóng như kim trúc, cùng với chiến thần lại có vẻ phần giống nhau nhưng lại không hề nổi bật. Bất kể như thế nào cũng phải tranh thủ thời gian cho phụ thân. Hồng Quân đã hạ quyết tâm, trạng thái giải cấm hoàn toàn bùng phát, tựa như một quả đạn pháo bình thường phát ra ầm ầm tiếng nổ vang. Trong chớp mắt đã xuất hiện tại phía trước ma linh vô cùng to lớn. Loạn thần nhìn thấy Hồng Quân, trong ánh mắt đỏ tươi kia tràn ngập sát ý khủng khiếp, giận dữ hét: "Bằng vào ngươi cũng muốn ngăn cản ta ư? Chết đi cho ta!" Bỗng nhiên ma linh phát ra tiếng gầm nặng nề, tựa như tiếng sấm cuồng nộ rền vang. Mặt bằng hư không chợt chấn động cả lên. Ở giữa tầng tầng không gian đang dao động, vầng sáng lưu chuyển ở bên ngoài thân thể của Hồng Quân cũng theo đó ảm đạm xuống. Mỗi một lần dao động đều đã sinh ra một đạo không gian vô cùng sắc bén. Cỗ dao động cao tầng này dẫn ra ngàn vạn đạo không gian không ngừng oanh kích lên người của Hồng Quân, phát ra một tiếng vang va chạm lặng lề. Mặc dù bất diệt phách thể của Hồng Quân vô cùng cứng rắn, cũng khó mà chống đỡ ngàn vạn đạo không gian liên tục công kích. Một quyền tung ra, Hồng Quân ngưng tụ lực lượng mạnh nhất của trạng thái giải cấm thứ 9. Tàn ảnh thật dày, trùng điệp nối tiếp nhau. Quyền ảnh kia nhìn như là rất chậm chạp, lại làm cho người ta có một loại ảo giác cực kỳ nhanh chóng. Dường như toàn thân hỗn độn biến chất đã khiến cho lực lượng bùng phát đều ngưng tụ ở trên nắm tay. Một quyền tung ra, sóng dao động không gian mãnh liệt tức thì hướng vào mặt bên trong của dòng xoáy, sụp lún ảo xuống. Toàn cả hư không tựa hồ như mọi sự sống lại tiếp tục bị Hồng Quân nện xuống phá hủy đi. Loạn thần hừ mạnh một tiếng lặng nề, trên khuôn mặt dữ tợn hai con ngươi đỏ tươi kia có vẻ nanh ngác lạ thường. Ma linh to lớn
cũng thuận theo đó thét lên một tiếng cuồng dại, hai tay nắm chặt thanh âm vương thất sát chùy thật to lớn, hung hăng mà đâm tới. Hồng Quân ánh mắt lạnh lùng, hai tay bắt chéo nhau, nắm chắc lên vai, toàn cả thân thể cứ giống như đang ở bên trong hỏa lò, dần đỏ lên, dần tỏa sáng. Từng tia hơi khói trắng như tuyết từ khắp nơi trên cơ thể bốc lên. Mặt ngoài làn da, lưu quang kim trúc đỏ như máu kia dần dần biến thành rõ nét hẳn lên. Ma Linh cùng Hồng Quân lần đầu tiên đối mặt quyết đấu, lực lượng bạo phát và cỗ linh bảo quỷ dị kia mạnh mẽ va chạm vào nhau, bộc phát ra một vòng khí lưu ẩn chứa khí tức hủy diệt. Trong hư không lại dẫn lên từng cơn sóng dao động vô cùng to lớn. Thế nhưng bất kể không gian rung chuyển như thế nào, nó cũng không thể bị phá nát. Đây là nơi ổn định nhất của vũ trụ nguyên thủy, không gian vĩnh hằng. Lực bạo phát của Hồng Quân hoàn toàn bùng nổ, tựa như pháo hoa màu đỏ thẫm nở rộ ở trong hư không. Thân thể cao lớn của Ma Linh kia rung động mãnh liệt trong một lúc, nhưng cũng không có vỡ nát, thậm chí ngay cả một vết thương nhỏ cũng không có. Ngược lại, một cỗ lực lượng phản chấn mạnh mẽ khiến cho Hồng Quân bị chấn bay lui ra sau hơn 10 dặm mới ổn định được thân hình. Không hổ là chí tôn linh bảo nguyên thủy, lực công kích thật mạnh, lực lượng như vậy quả thực quá khủng khiếp. Có thể nói chính xác rằng Loạn Thần có được âm vương thất sát chùy, trên phương diện thực lực đã hoàn toàn cao vượt hơn cả chiến thần. Giờ phút này bên ngoài cơ thể của Hồng Quân đã máu thịt lẫn lộn từ trên xuống dưới, vật chất hỗn độn màu xám đen dày đặc đang không ngừng cuồn cuộn cuộn tuôn ra. Lực lượng bùng phát được sinh ra từ hỗn độn vật chất hiện nên trơ trụi, bốn phía hư không bởi vì cỗ lực lượng này mà đều vặn vẹo kịch liệt hẳn lên. Lúc này đạo tiên khính khẽ nhích động trở lại, ánh sáng bạch kim nhu hòa từng chút một rơi lên người của Hồng Quân. Thân thể hỗn độn mờ ảo kia với tốc độ kinh người bắt đầu phục hồi trở lại như cũ. Hồng Quân cảm nhận được năng lực trị liệu của đạo thiên kính mang lại, bỗng nhiên trong lòng vừa động, ánh mắt chằm chằm nhìn vào Ma Linh kia đang không ngừng tiến tới gần. Xem ra chỉ có như vậy, cứ thử xem sao. Hồng Quân ánh mắt chợt nheo lại, thậm chí còn không kịp chờ đợi được chưa khỏi hẳn, cả người đã biến mất ở trong hư không. Lúc này dưới tốc độ của trạng thái giải cấm cực hạn, trong hư không chỉ để lại một đạo tàn ảnh mờ nhạt. Hiện giờ bác thần vũ trụ đã tiến hóa thành vũ trụ nguyên thủy, ở dưới sự áp chế của bản nguyên vũ trụ, cho dù là chủ thần cũng khó mà tiến hành thuấn di. Tốc độ và sức bật của Hồng Quân hiện tại đều bởi vì sự tiến hóa của không gian mà trên diện rộng đã giảm xuống rất nhiều. Tuy rằng dựa vào đạo thiên kính có thể tạm nhờ vả được một phần lực bản nguyên vũ trụ của bác thần vũ trụ, nhưng tình trạng cảnh giới bây giờ của Hồng Quân cũng có phần khó khăn. Giờ phút này trong phạm vi ngàn dặm đều bị bao phủ dưới âm vương thất sát chùy, vô luận tốc độ của Hồng Quân nhanh như thế nào đi nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Loạn Thần. Ma Linh thật lớn đang chuyển động thong thả nện từng bước, đột nhiên với tốc độ không thể tưởng tượng phóng âm vương thất sát chùy ra, quang hoa màu tím đen trên lưỡi chùy bắt đầu tuôn tràn, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên thân ảnh Hồng Quân hiện ra, trong tay quang hoa màu bạch kim lấp lóe không chừng, rõ ràng đúng là đạo thiên kính. Ngay sau đó ánh sáng li ti màu bạch kim nhu hòa giống như nước thủy triều tuôn tràn, hoàn toàn đem âm vương thất sát chùy bao phủ vào trong. Hai cỗ lực lượng linh bảo kỳ dị tức thì quấn lấy nhau, một cái thì ẩn chứa huyền cơ, một cái thì hủy diệt thiên địa. Thế nhưng thắng bại lại chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Bạo lui. Lúc này đây bị thua vẫn như cũ là Hồng Quân, lực phản chấn mãnh liệt hình thành một cột sáng màu tím đen thật lớn, cơ hồ vắt ngang qua cả bát thần vũ trụ. Mặc dù Hồng Quân đã tăng lên tới bất diệt phách thể trạng thái giải cấm thứ 9, nửa thân mình vẫn như trước bị chấn cho dập nát. Chẳng qua đã là bất diệt phách thể, chỉ cần còn giữ lại được một tia linh hồn thì thân thể vĩnh viễn sẽ không tiêu tán. Trên đỉnh đầu ánh sáng màu bạch kim nhu hòa của đạo thiên kính từng tia một rơi xuống, nửa thân thể không trọn vẹn kia đang dần dần sống lại, phục hồi như cũ. Thế nhưng trên khuôn mặt Hồng Quân lại lộ ra một vẻ kinh sợ. Thật không nghĩ tới đạo thiên kính vậy mà không thể đoạt lấy được lực lượng công kích của Ma Linh sát. Chẳng lẽ với cảnh giới của ta bây giờ còn không thể phát huy toàn bộ huyền diệu của đạo thiên kính sao? Thực hiển nhiên Hồng Quân vốn định dùng đạo thiên kính để đoạt lấy lực lượng công kích của Ma Linh sát, từ đó sẽ tiến hành phản kích. Nhưng cỗ lực lượng này thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua mức độ lĩnh ngộ đối với đạo thiên kính của Hồng Quân, thế cho nên lại bị thua. Nếu tình hình cứ tiếp tục thua suốt như vậy, Hồng Quân hoàn toàn không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Mà Tiểu Mạc bây giờ
thân lại bị trọng thương, không thể phát huy của lực lượng của ma huyết sát tính. Hiện nó đang ở bên trong Hồng Quân hành phủ dưỡng thương, dĩ nhiên không thể thả ra ngoài. Năng lực trị liệu của đạo thiên kính thật là kinh người, chỉ cần thân thể Hồng Quân không phải toàn bộ bị phá hủy, chưa khỏi hẳn căn bản là không hao phí nhiều thời gian cho lắm. Hơn nữa, sau mỗi một lần được trị liệu, Hồng Quân đều cảm giác được khối thân thể hỗn độn này năng lực chịu đựng được không ngừng được tăng lên. Thế mà đối mặt với ma linh sát thì lại có vẻ quá mức yếu ớt, quá tầm thường. Lúc này, từ phía sau, một cỗ quang vụ màu xanh sẫm cuồn cuộn quét tới. Linh hồn của Hồng Quân bỗng nhiên rung động dữ dội, tựa như cả linh hồn bị gông xiềng lại, khiến tận sâu trong đáy lòng Hồng Quân cảm giác được áp lực cực kỳ trầm trọng. Không xong rồi! Hồng Quân thầm kêu không tốt, quay đầu nhìn lại, thân thể cao lớn của Tử Thần đang hướng tới phía mình ào ào phóng tới. Phía sau quang hoa màu xanh sẫm dày đặc đan vào nhau, hình thành một cái ảo ảnh ác ma thật lớn. Thoạt nhìn, Tử Thần Ma Lăng dưới sự bùng phát của chủ thần lực cũng theo đó tăng lên tới mức cao nhất. Hai đại chủ thần lực, Hồng Quân nên ngăn cản như thế nào đây? Lúc này, Hồng Quân nhìn về phía Tần Vũ cách đó không xa, trong lòng hết sức lo lắng, thầm nghĩ: phụ thân, con chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, nhất định phải mau mau lên. Giờ khắc này, Tần Vũ vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, khống chế các loại vận hành pháp tắc, diễn hóa và dung hợp. Giờ này, địa, lôi, phong, thủy, bốn loại pháp tắc nguyên tố đã được Tần Vũ lấy pháp tắc thiên nguyên tố làm trục tâm, dung hợp lại một cách hoàn mỹ. Quang cầu phạm vi ba thước kia cũng thuận theo đó tiến hành bốn lần thay đổi màu sắc. Cuối cùng, sau khi dung hợp pháp tắc thủy nguyên tố, hình thành màu xanh lam. Từng giọt mồ hôi như hạt đậu từ trên trán Tần Vũ nhỏ giọt xuống. Việc dung hợp tám đại nguyên tố pháp tắc này vốn là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa càng về sau, đối với sự khống chế tỉ mỉ trong đó càng ngày càng nghiêm khắc, tinh tế. Hơi có một chút sai lầm, tức thì có thể dẫn tới pháp tắc nguyên tố hỗn loạn, thậm chí sinh ra cắn trả ngược lại. Tuy là Tần Vũ đã bước vào thần thiên cảnh giới, lĩnh ngộ đối với pháp tắc nguyên tố đã thâm sâu, hoàn toàn vượt hơn bốn đại chủ thần, nhưng phải dung hợp lực lượng của tám loại pháp tắc nguyên tố cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này, hư không bốn phía quanh Tần Vũ đột nhiên biến thành mơ hồ hẳn lên. Từng tia lửa màu đỏ sẫm lấp lánh phun ra nuốt vào, hình thành một cỗ lực lượng luyện hóa rất mạnh mẽ. Ở trạng thái khống chế cao nhất của pháp tắc nguyên tố không phải là hiện tượng hình thành thực chất hóa, mà là lấy một loại lực lượng tồn tại vô hình. Cỗ lực lượng này đủ để phá nát hết thảy, luyện hóa vạn vật. Lực lượng pháp tắc hỏa nguyên tố cơ hồ thiêu chảy hư không này ở dưới khống chế của Tần Vũ không ngừng áp xúc ngưng tụ lại, cùng với quang cầu màu xanh lam phạm vi ba thước kia dung hợp lại. Quá trình này so với mấy lần trước có vẻ chậm hơn, khó khăn hơn, bởi vì Tần Vũ phải cùng một lúc khống chế 6 loại lực lượng pháp tắc nguyên tố mới có thể đủ để cho pháp tắc thiên nguyên tố dung hợp hoàn toàn 5 loại pháp tắc nguyên tố còn lại. Luyện hóa trong vô hình hỏa lực kia không ngừng co rút lại, ngưng tụ ở bên trong quang cầu màu xanh lam. Thế nhưng màu sắc của quang cầu kia cũng dần dần đã xảy ra thay đổi. Một tia quang hoa màu đỏ sẫm từ trong sườn hiện lộ ra, khẽ chuyển động theo cỗ hỏa lực không ngừng co rút lại, ngưng tụ lại. Quang hoa kia cũng dần dần sáng ngời lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.